Mến chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Xoắn bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay để chúng ta cập nhật những thông tin bóng đá mới nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là huấn luyện viên Philip Johnson sau khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam, ông đã nói rằng mình là trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Vậy ông nói như vậy với mục đích gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Thông tin thứ hai đó là đội tuyển Việt Nam sau 2 trận vòng loại World Cup 2022 đã bị báo châu Á xếp dưới đội tuyển Thái Lan và Malaysia. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nhau đi vào nội dung chi tiết. Với đẳng cấp World Cup của mình đã làm trợ lý thầy Park, ông huấn luyện viên Philip Johnson muốn gì? Ông Johnson từng dẫn dắt các đội tuyển bờ biển Nga, Nam Phi, Nigeria, Qatar, Maroc. Đặc biệt, ông từng giúp đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup năm 2000, Á quân Confederation Cup 2002. Là chiến lược gia đầu tiên giúp đội tuyển Nam Phi lọt vào vòng chung kết World Cup năm 1998. Trong sự nghiệp huấn luyện viên Johnson còn dẫn dắt 13 câu lạc bộ khác nhau. Từ tháng 6 năm 2018, chiến lược gia người Pháp đã ký hợp đồng để trở thành giám đốc kỹ thuật trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Tên tuổi của huấn luyện viên Philip Johnson thậm chí còn hơn cả huấn luyện viên Park Hang-seo. Và với kiến thức uyên bác từ nền bóng đá hàng đầu thế giới, có thể ông thầy người Pháp sẽ giúp ích cho nền bóng đá Việt Nam. Lâu nay, huấn luyện viên Philip Johnson đã từng ăn dầm nằm dê ở quỹ đầu tư và phát triển tài năng trẻ bóng đá Việt Nam PVF và hiểu cách thức vận hành bóng đá của Việt Nam. Huấn luyện viên Johnson đã làm việc với đội ngũ trợ lý Việt Nam lẫn châu Âu tại PVF và không cần thời gian để thích ứng với vai trò mới. Sau khi được PVF giới thiệu lên VFF để làm tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á vào hồi tháng 11 này tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ông đã có những phát biểu tự xem mình là trợ lý của thầy Park trong buổi lễ ra mắt đảm trách cương vị mới. Sau những phát biểu này, nhiều người đã hoài nghi tính trung thực bởi vì với danh tiếng và đẳng cấp của mình, ông Johnson được đánh giá cao hơn thầy Park, và chúng ta cùng tìm hiểu xem liệu ông huấn luyện viên Philip Johnson muốn gì. Cụ thể thì trả lời trước báo chí, ông đã phát biểu rằng: "Tôi rất vinh dự và hạnh phúc được đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam. Đồng thời xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã trao cho tôi sự tin tưởng. Khi nhận được lời đề nghị, tôi coi đó là một niềm vinh dự và trách nhiệm dành cho mình. Một trong những lý do khiến tôi chấp nhận vì tôi đã làm việc ở Việt Nam hơn một năm nay. Tôi đã kết nối với VFF và các câu lạc bộ để hiểu hơn nền bóng đá tại đây và quyết định nhận lời. Trước đây tôi từng đảm nhận vai trò tương tự khi dẫn dắt U19 Nhật Bản dự vòng chung kết U19 châu Á năm 1998 tại Thái Lan và sau đó giành vé tham dự World Cup năm 1999 cùng U20 Nhật Bản tổ chức ở Nigeria. Đó cũng là động lực giúp tôi có thêm sự tự tin. Hiện tại chỉ còn hơn 60 ngày để chuẩn bị cho vòng loại châu Á. Thời gian rất gấp gáp nên tôi và các cộng sự cần tập trung và nỗ lực để đạt được thành tích tốt nhất. Tôi rất phấn khích khi nhận nhiệm vụ mới và sẽ nỗ lực để giúp U19 Việt Nam vượt qua vòng loại giải U19 châu Á sắp tới." Trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu có áp dụng lối chơi đã được huấn luyện viên Park Hang-seo định hình cho bóng đá Việt Nam hay không, huấn luyện viên Philip Johnson cho biết ông tự nhận mình giống như một trợ lý của ông Park với nhiệm vụ tạo ra được một thế hệ U19 có tiềm lực tốt để bổ sung cho đội U23 và đội tuyển quốc gia trong tương lai. Cụ thể, ông nói rằng bóng đá Việt Nam đang có một thời kỳ thành công từ ngôi Á quân châu Á của đội U23, đội tuyển quốc gia, vô địch AFF Cup, lọt vào tứ kết ASEAN Cup, hay mới đây là chiến thắng của đội U22 Việt Nam trước Trung Quốc. Sự thành công này tôi nghĩ tóm gọn lại từ 4 yếu tố sau đây. Đó là sự tạo điều kiện tốt cho các đội tuyển của VFF. Tiếp theo đó là chất lượng các cầu thủ đến từ việc chăm chút đào tạo của các câu lạc bộ. Tiếp theo nữa đó là sự quản lý tốt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã khơi dậy được tinh thần chiến đấu cho các học trò. Và cuối cùng là sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ Việt Nam. Bây giờ chúng ta so sánh triết lý của tôi và ông Park. Tôi nghĩ nó sẽ có điểm chung là làm sao để tạo ra được động lực, sự khát khao cho các cầu thủ. Hy vọng trong thời gian tới đội U19 sẽ làm được điều đó. Bản thân tôi có quan hệ rất khăng khít với ông Park. Tôi coi mình như một trợ lý cho huấn luyện viên Park Hang-seo và hy vọng đội U19 sắp tới sẽ giành được thành tích tốt như đội U22 và đội tuyển quốc gia. Vị huấn luyện viên 55 tuổi người Pháp chia sẻ như vậy. Vâng, và sau khi nghe qua câu trả lời phỏng vấn của ông Philip Johnson trước báo giới thì chúng ta thấy rằng ông trả lời như vậy không ngoài mục đích giúp cho đội U19 Việt Nam có thể bay xa, bay cao, đồng thời giới thiệu thầy Park những cầu thủ chất lượng.
Và thật sự rất vui mừng vì Việt Nam có được hai huấn luyện viên, một người là thầy Park đã giúp đội tuyển Việt Nam có những thành công tột bậc. Một người nữa là huấn luyện viên ở đẳng cấp thế giới, đó là huấn luyện viên Philip Johnson và người ta thường gọi ông là phù thủy trắng. Quay trở lại với tình hình đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua, thì đội tuyển Việt Nam đã bị xếp hạng dưới trung bình ở vòng loại World Cup. Trang Fox Sports đã chấm đội tuyển Việt Nam điểm B sau màn trình diễn ở những lượt trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Sau khi loạt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022 kết thúc, trang Fox Sports Asia đã có bài viết đánh giá màn trình diễn của các đội bóng khu vực Đông Nam Á. Trong đó, đội tuyển Việt Nam chỉ thi đấu một trận và hòa không đều trên sân Thái Lan. Điều đó khiến cho chúng ta bị Fox Sports Asia chấm điểm dưới mức trung bình. Nói về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, Fox Sports bình luận: thật khó để đánh giá tổng thể màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam so với các đội bóng Đông Nam Á khác. Họ chỉ thi đấu có một trận. Nhưng nếu căn cứ vào những bước tiến trong thời gian qua của nền bóng đá Việt Nam, cộng thêm việc Thái Lan chưa có sự chuẩn bị tốt nhất vừa thay huấn luyện viên trưởng, Việt Nam hoàn toàn có thể giành kết quả tốt hơn trận hòa không đều trước Thái Lan. Dù đội tuyển Việt Nam phải làm khách trên sân Thammasat, nhưng đây không được xem là tử địa ở khu vực. Chỉ có chiến thắng mới giúp đội tuyển Việt Nam cho thấy họ mới là đội bóng thống trị Đông Nam Á ở thời điểm này. Dù sao, đây là thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo, nên đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng vào những màn trình diễn tốt hơn ở các trận đấu tiếp theo với Malaysia hay là Indonesia. Trong số các đội tuyển Đông Nam Á, Malaysia và Philippines được đánh giá cao nhất với điểm A. Tờ Fox Sports Asia cho rằng dù không được đánh giá cao nhưng Malaysia đã giành chiến thắng ngay trên sân của Indonesia và chỉ chịu thua sát nút trước Ả Rập Thống Nhất. Còn với Philippines, họ đã thể hiện màn trình diễn tuyệt vời trong chiến thắng 4-2 trước đảo Guam. Còn thất bại 2 năm trước CG được xem là không bất ngờ bởi Philippines thua kém khá nhiều so với địch thủ. Đội tuyển Thái Lan sau trận hòa trước Việt Nam và chiến thắng trên sân Indonesia được xếp hạng A-, trong đó Singapore cũng được xếp hạng B+, sau chiến thắng trước Palestine và hòa Yemen. Ở chiều ngược lại, Indonesia bị đánh giá tệ nhất với điểm C- khi đã để thua cả 2 trận đấu đầu tiên trên sân nhà trước Malaysia và Thái Lan. Myanmar cũng bị đánh giá tệ với điểm C khi bất ngờ thất bại trước Mông Cổ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau hai loạt trận đầu tiên thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã bị trang Fox Sports Asia đánh giá khá thấp và chỉ cho đội tuyển Việt Nam chúng ta hạng B, như vậy là bị đánh giá thấp hơn đội tuyển Thái Lan. Và hy vọng rằng sau những lượt trận tới thì chúng ta sẽ có những chiến thắng vẻ vang để lấy lại những gì đã mất. Quý vị và các bạn vừa xem xong nội dung video ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Và khi xem video, nếu quý vị và các bạn thấy hay thì đừng quên bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần chúng tôi update những thông tin bóng đá mới nhất, quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.